Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhá. Buổi trưa hôm nay thì làm xuyên trưa luôn các bác ạ. Được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thế nên là em không được ăn cơm trưa luôn. Đấy, thì hàn cái khung này thì từ lúc 10 giờ sáng bây giờ đến 2 giờ chiều thì mới hoàn thành xong một cái khung này để chuẩn bị gửi cây đi cho một anh đã mua cái cây này của em. Đấy, thì các bác xem qua cái khung này em hàn đây, nhìn nó có chuẩn không? Nghề là nghề trồng cây thế nhưng mà hàn xì thì vẫn có thể hàn được những cái khung vuông đét như này nhá các bác. Đấy, bác nào mà mua cây thì được lời luôn cả một cái khung như này. Về mình chỉ cần hàn thêm mấy thanh sắt thôi thì là đã có thể nhốt được một em cún như này nhá các bác. Đấy, đây nhá. Đấy. Đấy. Đấy, mua cây của em lại còn được lời cả một cái khung sắt rất là chắc chắn luôn các bác ạ. Đấy, em làm thử cho các bác xem này. Đấy, về các bác chỉ cần cắt cái dây thép ở trong cái bầu đất kia ra và các bác bỏ cây ra thôi, còn các bác xem nhìn này, cây rung lắc không vấn đề gì nhá. Cái dòng đào thất thốn này rất là dễ gãy, thế nhưng mà làm được cái khung như này thì gửi cây đi nó cũng khá là yên tâm các bác ạ. Cây đến tay các bác không bị gãy dập một cái cành nào thì em cũng rất là vui và các bác cũng rất là ưng, phải không các bác? Nên là đội thêm một tí chi phí làm cái khung như này thì cũng không sao cả. Đấy, về các bác dỡ cái cây ra và các bác được một cái khung như này. Em hàn mất 3-4 tiếng ấy. Nghề trồng cây thôi nhưng mà lại hàn xì vẫn có thể hàn được, nhưng mà không biết tối nay có bị đau mắt không các bác ạ? Hàn xì như này thì thấy mọi người bảo là hàn đau mắt lắm. Thế nhưng mà em hàn từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy cảm giác gì, không biết tối nay có bị đau không. Còn cái đào thất thốn ở trong đây em đang xử lý đây các bác. Đấy, đã nở những cái bông đỏ đỏ chót ở kia nha các bác. Rất là nhiều nụ luôn. Và trên sân còn rất là nhiều và cũng đang đóng hàng để gửi đi này các bác. Đấy. Đào Tết Lạng Sơn ship toàn quốc đón Tết nha các bác. Hôm nay thì có 3 cái bông hoa này nó nở rồi. Thì em cho các bác ngắm luôn. Đấy, hoa trên sân nhà em ơi. Hoa đào thất thốn nó đỏ như này mà các bác. Rất là đẹp nha các bác. Đỏ thắm luôn. Đấy. Sau này mà nó nở rực rỡ ở dọc cái thân như này lên này, dọc cái thân này lên thì cây nó đỏ rọi lên và những cái lộc xanh biếc thì rất là đẹp nha các bác. Và bên kia nữa thế. Còn những cái cây đào thất thốn để làm giống. Những cái cây đấy thì là những cái cây dáng tự nhiên. Thì nếu như các bác nào có nhu cầu mà mua mắt, mua cái cây này về để mình lấy 1-2 cái mắt, lấy 1-200 cái mắt để mình ghép nhân giống ra thì cũng rất là có lời luôn nha các bác. Đấy, bình thường như giá cây giống bây giờ hiện tại cây ghép thì nó đã là 50.000 một bầu. Thế nhưng mà các bác mua một cái cây này của em thì nó chỉ độ tầm độ 1-2 triệu tùy từng cây. Đấy, thì là đã có gồm là bao ship hết rồi nha các bác. Đấy, mà một cái cây này ví dụ như đơn giản như một cái cây này là 1.2 triệu. Đấy, 1.2 triệu là em bao ship đến tay các bác. Thế nhưng mà cái cây này nó ghép ra khoảng độ được 150 cái đoạn màu như này này các bác. Nếu mà cắt cành để ghép ấy, cứ độ 5 phân một màu để ghép nêm thì cái cây này nó phải ghép được tầm độ 150 cái mắt. Và 150 cái mắt nhân với giá 50.000 sau khi ghép thành công thì các bác bán đi 150.000 nhân với 50 là 5 năm 25, 51 là 5. Nó rơi vào khoảng 10 mắt là 500 này, 100 mắt là 5 triệu à. 10 mắt là 1 mắt là 50, 10 mắt là 500, 100 mắt là 5 triệu. Nếu mà các bác có thể tiêu thụ được ấy các bác thì cái cây này ghép được 150 mắt thì các bác cuối năm các bác bán được 5 triệu tiền giống tại địa phương của mình, bán cho những người có nhu cầu nha các bác. Đấy. 5 phân này. Như một cái cành này nó dài khoảng độ tầm độ được 20 phân. Thì các bác chia ra làm 4 là được 4 cành rồi, 4 cái cây này, cây con này để ghép này.
4 này. Đây nữa, 1 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 cành nhân 14, 46 24 44 16. Hơn 100 cái cành để ghép nha các bác. Đấy. Chỉ có giá 1 triệu là em bao ship cái cây này. Và còn rất nhiều cây to hơn nữa thì nó có thể được tầm độ 200 cái cành để ghép, để nhân giống ra để các bác phục vụ tại địa phương. Mỗi con giống ở giờ bán tại vườn nhà em khi mới ghép được tầm độ 10 đến 15 phân như này thì đã bán 50.000 rồi đấy các bác. Thế 100 cây thì có phải là 5 triệu không? Đấy, thì rất là kinh tế nhá. Nếu như các bác nào mà có nhu cầu thì em cũng có cái những cái loại này để làm giống cho các bác. Và bên đây cũng thế này. Những cái cây vừa làm giống vừa chơi Tết. Các bác chơi Tết xong thì các bác cắt những cái cành như cái này, các bác đi ghép. Nếu như các bác nào có trong nghề, có nghề biết ghép ấy, thì mình làm rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy. Đây này, hoa nó nở đỏ đỏ rọi như này, cái dòng đào thất thốn này các bác. Rồi em quay cho các bác mấy cái bông hoa nhé, để cho các bác ngắm luôn cái mặt hoa ở vườn nhà em. Đấy, hoa đỏ thắm như này này, chứ không phải là thất thốn loại nhạt nhạt đâu nhé các bác, toàn là hoa đỏ thắm như này thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhá. Em xin chào toàn thể các bác.